75 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng ký ức về ngày độc lập đầu tiên của dân tộc vẫn in đậm trong tâm trí của những người có mặt tại quảng trường Ba Đình ngày hôm đó. Trong các thước phim, bức ảnh, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945, dễ dàng nhận thấy có gần 20 chiến sĩ tham gia bảo vệ lễ đài. Đây chính là lực lượng vũ trang với vũ khí chỉnh tề, bảo vệ an toàn cho Bác và các đồng chí lãnh đạo cách mạng nước ta trên khán đài khi đó. Ngày hôm nay, trong không khí kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chúng tôi xin được kể lại những nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng của 75 năm về trước. Và một trong những chiến sĩ năm đó, người đội trưởng công an của đơn vị bảo vệ lễ đài trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Vâng, xin được chào đón nguyên tiểu đội trưởng trinh sát Sở Liêm phóng Bắc Bộ, cụ Phạm Gia Đốc. Vâng, và rất cảm ơn cụ đã đến để chia sẻ với cho những thế hệ sau càng hiểu và thêm trân quý về những năm tháng chiến đấu giành độc lập của dân tộc. Sau 75 năm thì người chiến sĩ năm xưa đảm nhận vai trò cao cả trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 này đã 97 tuổi. Vậy thì khi đó, mỗi khi đến ngày mùng 2 tháng 9, cụ lại có những cảm xúc như thế nào ạ? Cứ đến ngày mùng 2 tháng 9, mỗi một năm thì nó rất vui. Vui là thế này, là khi mình còn ít tuổi mà lại được làm cái nhiệm vụ bảo vệ lễ đài. Sở Công an Bắc Bộ lúc bây giờ là cách 2 ngày thì đồng chí Giám đốc Chu Đình Sương mời anh em đến thì báo cho là ngày mùng 2 tháng 9 thì có cuộc meeting ở đấy để thì các đồng chí làm nhiệm vụ bảo vệ cái lễ đài. Thế thì được nghe là được bảo vệ lễ đài thì mừng quá, sung sướng lắm. Nhưng mà thực tế là trong lòng lo lắm. Lo làm sao bảo vệ được. Bởi vì mình vừa mới thoát thai, vừa còn ít tuổi mà chưa từng làm cái bảo vệ cái bao giờ. Mà bây giờ lại được ra lên mà làm cái bảo vệ thì trong bụng rất lo. Lo làm sao bảo vệ được an toàn cho cái ngày mà chính phủ ra đời. Lúc bây giờ thì kẻ địch nó vẫn còn, những cái bọn do thám của Pháp ấy nó vẫn còn, những cái bọn phản động mà theo cái chính phủ Trần Trọng Kim ấy, nó vẫn còn. Nhưng mà mình lo là lo cái làm sao mà bảo vệ được an toàn thì được, cái ấy là trách nhiệm. Thế còn dân ở bên ngoài thì đứng hàng ngũ nhất là chỉnh tề nghiêm chỉnh, không có lộn xộn gì, thì mình đã yên tâm là hàng ngũ đứng bên cạnh này, ở đứng bên ngoài là hàng ngũ của dân đứng hết sức là trật tự, không thể có kẻ nào mà có thể vào được, là không xảy ra cái gì. Vậy thì trong thời khắc lịch sử của 75 năm về trước, kỷ niệm nào là kỷ niệm mà cụ không thể quên được? Tất cả những cái ngày hôm ấy thì mình không thể nào quên được cái gì cả. Đến ngày nay, cho đến suốt tận đến năm, tôi cũng không thể quên được những cái ngày ấy. Vẫn vui sướng như thế nào. Khi đứng đấy, chỉ được phép là nhìn thẳng thế này, hay là liếc mắt ngang một tí, chứ cũng chẳng được quay này, mà cũng chẳng được ngửa mặt lên trên để mà nhìn Bác. Đấy. Thế khi chỉ đứng nghiêm như thế, thế đến lúc mà Bác đọc tuyên ngôn độc lập cái gì đấy, thì chỉ biết nghe thế, là tất cả những cái lời của Bác đọc lên hay là giới thiệu. Thế khi giới thiệu là cụ Hồ Chí Minh thì cũng chẳng biết được cụ Hồ Chí Minh là ai, mà chỉ biết là tại sao không phải cùng Nguyễn Ái Quốc. Cụ Nguyễn Ái Quốc hoạt động thì nó có cái tên thì dân dân ai đều biết. Mà cái ngày ấy thì yên chí là cùng Nguyễn Ái Quốc chứ không phải cụ Hồ Chí Minh. Thế sau khi mà để cụ đọc tuyên ngôn độc lập đến đâu thì nghe dân tình là vang dội tất cả, cả một biển người thế này là hô ủng hộ chính phủ. Sau khi đến lúc về mới biết, hỏi thì mới biết là cụ Hồ Chí Minh là cùng với Ái Quốc. Mà được độc lập tự do thì ai cũng sướng rồi, ai cũng mừng. Cho nên không thể ai bắt nạt mình được. Sau cái ngày ấy rồi thì coi như Tây tiếp các thứ hay là gì trông thấy mình sợ hết hồn, thì chứ cũng không phải là mình sợ nó. Trước người đi qua nó sợ nó đá, nó chửi. Nhưng mà đến lúc bây giờ thì thôi, tay dẹp.
cái độc lập tự do của mình nó sung sướng như thế. Cho nên đến nay, ngày nay, nghĩ đến những ngày thì vẫn là sung sướng vui mừng. Là một người bảo vệ cho Bác Hồ trong ngày đặc biệt đó, nhưng mà cụ lại không được nhìn mặt Bác, có lẽ cũng là một thiệt thòi đúng không ạ? Vậy sau đó cụ có được diện kiến Bác thêm một lần nào nữa không? Sau đó thì tôi được diện nhiều lần. Ở Sở Công an lúc bây giờ thì Bác đến thăm. Bác thấy thì anh em khỏe mà đang tập võ với gì với nhau thì Bác vui mừng, mới là cố gắng cho chịu khó tập làm nhiệm vụ cho nó tốt. Xong Bác xuống, Bác xem chỗ ăn cơm, xem ăn như thế nào, cơm nước ra sao. Đấy là cũng là cái lần đầu tiên mà gặp thế. Sau đến tháng 10 thì Bác lại ở Pháp về, thì Bác lại đến thăm. Bác tặng tôi mỗi một người một cái cờ đỏ sao vàng. Cờ đỏ sao vàng, một cái anh si mà cờ đỏ sao vàng mà làm ở bên Pháp về tặng cho một cây ấy. Thế là được sung sướng lắm. Bây giờ Bác về, Bác kể lại qua loa là hội nghị Paris mình đã thắng lợi. Vâng. Thế là gặp Bác Hồ, rồi bắt tay Bác mời uống chén nước. Thế là cái ngày ấy là ngày sung sướng gặp. Vậy thì cảm nhận của cụ về tinh thần đấu tranh cách mạng của dân tộc ta trong hai cuộc chiến tranh để giành độc lập, phát triển đất nước như ngày hôm nay là như thế nào ạ? Không cái gì quý hơn độc lập tự do, Bác Hồ nói thế. Thì người dân đã trút bỏ được một cái gánh nặng là làm nô lệ. Ai ở trong cái chế độ, sống ở trong cái chế độ của cái đế quốc ấy, mới lại của cái chính phủ Bù Nhìn ấy, thì ức không chịu được. Cái thằng lính Khố Xanh thế này, nó đi, nó có đi giày đâu, nó đi chân đất, quấn xà cạp thế này, mình cũng sợ đấy nha. Nhưng mà đến khi mà giành độc lập tự do rồi, thì ai cũng sung sướng. Thế cho nên cái ngày độc lập ấy, có đọc lại 10 lời thề của Bác thì các anh em người dân đều xin thề bảo vệ thế nó đất nước mới lại các thứ, không làm tay sai giặc các cái thứ này, thì đi chiến đấu rất là quyết liệt, cũng như 60 ngày đêm. Tại sao mà chiến sĩ quyết tử của Hà Nội mà chiến sĩ chiến đấu 60 ngày đêm ở trong thành phố không sợ gì, súng không có đâu, vác bàn ghế vứt ra ngoài đường ấy. Thế đánh nhau ném lựu đạn, thậm chí cả vác gậy gộc giáo mác cũng có thể đánh nhau với Tây được, mà Tây nó xe tăng chứ không sợ, cầm bó bá càng thế này cũng có thể lao được. Cho nên cái dân mà không sợ chết mà quyết tâm đấy, mà quyết tâm bảo vệ cái chính phủ, cho nên mới có những cái cuộc chiến thắng vĩ đại. Chứ nếu mà không có nghĩ đến cái độc lập tự do thì chả có ai muốn làm. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cụ và xin chúc cụ được có nhiều sức khỏe để còn đón nhiều mùng 2 tháng 9 nữa ạ. Cảm ơn.